Hôm nay ngày 24 tháng 9, sau ngày nghỉ ngơi, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng mạnh với giá một số thương hiệu vượt ngưỡng 81 triệu đồng trên lượng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Trong khi giá vàng miếng duy trì ở mức 82 triệu đồng trên lượng bán ra, giá vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 81 triệu đồng trên lượng. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 82 triệu đồng trên lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng trên lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9.999 niêm yết ở mức 79,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 80,8 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua thêm 700.000 đồng và giá bán thêm 650.000 đồng lên lần lượt 80,1 triệu đồng trên lượng và 81,2 triệu đồng trên lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG niêm yết ở mức 79,9 triệu đồng trên lượng và 81,1 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 80,08 triệu đồng trên lượng mua vào và 81,18 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 690.000 đồng chiều mua và 640.000 đồng chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 80,1 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 81,2 triệu đồng trên lượng, tăng 650.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới tăng với vàng giao ngay tăng 9,3 USD lên 2.628,5 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.651 USD trên ounce, tăng 4,8 USD so với rạng sáng qua. Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 24 tháng 9 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 18.941 đồng trên lít. Xăng RON 95, 3 không quá 19.762 đồng trên lít. Dầu hỏa không quá 17.551 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng nhẹ với gạo nguyên liệu. Cụ thể, lúa IR 50.404 có giá ở mức 7.300-7.500 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 8.000-8.200 đồng trên kg, lúa OM 5.451 ở mức 7.600-7.900 đồng trên kg, lúa OM 18 có giá 7.800-8.000 đồng trên kg, lúa OM 380 dao động 7.600-7.800 đồng trên kg. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000-20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg, gạo hương lài 18.000 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm thể thao giúp nâng cao hiệu quả tập luyện. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 5 sản phẩm được nhiều người tin dùng. Hãy cùng khám phá nhé. 1. Xà đơn gắn cửa treo tường Fitteji đa năng. Đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích tập thể hình tại nhà. 2. Quả bóng đá số 5 UCV 3.05 của thương hiệu Động Lực. Với chất liệu PU, PVC, dai bền, quả bóng này mang lại độ bền và sự dẻo dai vượt trội, giúp bạn thể hiện khả năng trong mọi trận đấu. 3. Vợt cầu lông Kip, bộ hai cây vợt cầu lông kèm túi cho người mới bắt đầu. 4. Quần đùi thể thao nam, Gusado cặp chung mang đến sự thoải mái tối đa khi vận động. 5. Bạn cần một chiếc túi đa năng cho các buổi tập luyện, túi sách Braza TXS 0078. Không chỉ rộng rãi mà còn tiện lợi với nhiều ngăn, giúp bạn dễ dàng mang theo mọi vật dụng cần thiết. Vậy bạn đã sẵn sàng nâng cấp dụng cụ tập luyện thể thao của mình chưa? Hãy vào cửa hàng Cà Phê Len để đặt ngay nhé! Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Len TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Len ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé!